test lại một vài phút con đông ly Chio khủng của hãng Chio. Đó là mã Chio 7300. Lâu lắm mới có con này. Con này cửa hàng test gửi cho bác khách ở phường Vĩ Dạ, thành phố Huế. Anh vui. Một mẫu âm ly hình thức còn rất đẹp, cũng như là thiết kế của sản phẩm nó cũng toát lên vẻ hiện đại, sang trọng. Mặt phay nhôm sáng bóng. Âm ly có 3 cấp độ bát chép 1, 2, 3 và chế độ không có là 4. Chạy đang tín hiệu vào AUX, những cần gạt anh em để giữa. Nút này không cần bấm. Cái này để lên trên, tiếng to tiếng nhỏ. Cái này là cắt tần, một là để so le, hai để lên trên tất hoặc là để xuống dưới. Bát chép AB. Bế trái. Giữa. Hình thức đẹp và nội thất khủng. Đang cắm tín hiệu AUX, số series cực đẹp luôn. 3 con 3, 3 con 5, 100V, 170W. 4 cọc loa phía bên trái là loa A, 4 cọc loa phía bên phải loa B, chứ không phải đấu ngang anh em nhé. Con này khi đấu test hàng tôi hay đấu nhầm lắm. Sau khi nó không ra tiếng thì mình lại nhìn lại, mình lại đấu lại này. Rất hay nhầm cái dòng kiểu này. 4 cái mây này mới là một đôi này, chứ không phải theo hàng ngang. Nhiều khi mình cứ chủ quan, mình cứ đấu nhanh. Ok, xin cảm ơn.